Ngày ấy tôi học năm thứ tư trường sư phạm, tuy còn hai tuần lễ nữa thì tới kỳ thi ra, nhưng mai là chủ nhật, còn ai cấm chúng tôi nghỉ ngơi sớm nữa. Ở trường sư phạm, không biết bây giờ còn được thế nữa không, chứ mà mấy năm về trước thì khiếp quá. Nhất là các cụ cát xem, chúng tôi, làm như ông hạng, ăn cũng hơn món, học cũng hơn giờ, mà đến cái trái luật, cái bướng bình, cũng có phần hơn anh em các lớp dưới. Ừ, được thể sắp thi ra lớn nhỏ cũng làm ông giáo, cho nên chả sợ, chả nể ai cả. Mà cũng chả ai buồn dây với chúng tôi làm gì cho thêm ác cảm. Không những thế, học trò năm thứ tư, lại được phép lần lượt coi lẫn nhau, mà người coi ấy phải chịu hết trách nhiệm, cho nên lắm lúc chúng tôi hoành hành như ông tướng Quảng Lạc. 9 giờ tối hôm thứ bảy ấy, chống ngủ đã đánh rồi, anh em các lớp khác đá lên trên gác, bỏ màn nằm yên tĩnh cả, lúc bấy giờ chúng tôi mới hệnh khẳng lên, lê giày sền sệt, nói chuyện bô bô. Mà chúng tôi có cùng lên cả một chuyến đâu, người thì còn xuống nhà dưới ăn phở, người thì còn ngồi trong lớp học đến 11 giờ khuya. Nhưng chúng tôi lên sớm, có phải đi ngủ sớm cho béo mắt đâu. Cạnh chuồng tiêu, ba bốn anh còn quay xung quanh anh đoan, bà một, để chờ anh đánh diêm, khao, nốt màu thuốc lá ban chiều. Bên vòi nước, anh Bách, Tuvia, miệng lúng búng ngụm nước tay cầm cái điếu cầy cán trồi còn chờ anh Vũ. Quần, lấy diêm để tế một tuần ngoài hiên bên dây tủ quần áo anh văn trắng trẻo và đẹp trai đang mắm môi mắm lợi dở võ đánh đôi giày rôn cho bóng lộn để diện với en tuyết thỉnh thoảng lại thử soi mặt vào mũi giày xem đã được như hương chưa anh chính thì đương chạy nháo lên về tìm ai có ít xì đạt đen để cộng sản trong buồng mấy anh nghịch tinh xuống sụm nhau để lật chăn anh thọ là tín đồ đạo thờ quần vì sờ vỡ hộp hôm chủ nhật nên tối thứ bảy anh vẫn chịu khó nằm vo mốt ông táo. Lúc ấy tôi cũng duỗi thẳng cẳng, ngồi việt ngay bên cửa chớp trông ra đường cách để dậy nết mấy anh vài ngón đàn tam thập lục. Xung quanh các bạn ngồi trồm trỗm như lũ cọp đắp ở tường các đền. Ấy trong bọn, mà cả cuối, chỉ còn thiếu có anh Dính, anh Dũng, anh Khải, mà thôi. Các anh ấy đâu, cơ chừng các cậu bị công sinh, nên không còn hy vọng gì ra ngày Chủ nhật mà hỏi công sắm xưa trong bọn bị phạt ngày mai, có anh Dũng là liều lĩnh nhất. Thì đến nơi rồi, mà anh ấy chẳng lo gì cả, chỉ nay trả lời cái thư tim tím, mai học thuộc cái thư hồng hồng. Cả buổi chỉ giờ quyền kiều, ra công khảo cứu những câu tình tứ. Bài làm thì, cóc bài thi thì, phim, cho nên bao giờ anh bị, truy, mặt anh cũng xám như gà cắt tiết. Nhưng anh Dũng vui tính lắm, chẳng lúc nào trên môi anh không để một nụ cười giờ học nào anh cũng pha trò cho chúng tôi được phen vỡ bụng. Cho nên anh Dũng tuy thầy ghét, nhưng bạn yêu, lúc tôi đang đánh đàn, thì bỗng thấy có tiếng gọi. Tôi dừng tay lắng tay nghe, cậu nào trên gác thưởng, cho tôi nhờ một tí. Tôi đứng dậy, cúi nhìn xuống đường phố, thấy dưới cột đèn, một đứa bé chừng 14, 15 tuổi, vẫy tay và gọi, tôi nhờ cậu, cậu ơi. Tôi hỏi, ai đấy? Hỏi gì, nhờ cậu bảo cậu Dũng rằng thầy cậu ấy mới mất cậu ấy phải về ngay, có ô tô chờ. Chúng tôi thấy cái tin dữ dội của bạn, anh nào anh ấy giật nảy mình, kinh hoàng ngơ ngác nhìn nhau và hỏi, Dũng lên nghỉ chưa? Tôi bảo thằng bé con, chờ đấy, cậu ấy ra đây bây giờ. Nói xong, chúng tôi làm nôn nao cả buồn ngủ chạy toán loạn đi tìm anh Dũng. Anh em lớp khác choàng cả mắt dậy, rồi kháo nhau, bố anh Dũng, cắt xem, chết. Anh Dũng lúc ấy còn đang ở buồng học, xem cuốn tiểu thuyết. Nghe tin như sét đánh ngang tai, anh tái mét mặt, run bẩn bật, mếu máu, hấp tấp xếp sách vừa gập năm sáu cái thư kín vào cặp, rồi tất tả hỏi tôi, đâu thằng bé con nào đâu. Chấm, chúng tôi vội chạy xuống nhà dưới, đưa anh Dũng tìm đến chỗ cột đèn, nhưng không thấy thằng bé con ban nãy đâu, tôi bèn hỏi to, ai là người nhà cậu Dũng đâu rồi. Không thấy ai thưa cả, anh đoan trên gác, thò cổ xuống bảo, nó về rồi. Anh Dũng lập cập chạy lên gác, nằm anh trên giường lăn lộn khóc nức khóc nở. Chúng tôi hết lời khuyên giải, nhưng, những lời khuyên giải ấy đối với tâm lý anh Dũng lúc bấy giờ, chỉ là vô hiệu, chúng tôi bèn người thì thu xếp quần áo hộ, người thảo tờ giấy phép hộ, rồi dục anh Dũng sang ngay nhà ông Đốc mà xin phép. May quá, ông Đốc có nhà, ký giấy cho anh nghỉ một tuần lễ. Thế là anh bắt mở cổng ra ngay chúng tôi nhìn theo anh dũng mà ái ngại cho anh tội nghiệp trông thấy anh ấy ban nãy vui vẻ cười khanh khách ngồi trong lớp còn tán chuyện ầm ầm chê hết người nọ lại trêu người kia mà bây giờ anh đã bị vào cảnh gia biến vật mình vật mầy nói không ra hơi khóc không ra tiếng thì ai là người không động tâm và chăng ông cụ thân sinh ra anh ấy chúng tôi đều được biết cả vì nghỉ hè anh có mời chúng tôi lên nhà tại bắc giang chơi ông cụ phúc hậu mà vui tính coi chúng tôi như con, cho nên nay không nghe tin ốm mà bỗng đánh đùng thấy nói mất, thì tuy không máu mủ nhưng cũng đều thở dài thương tiếc. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, chúng tôi thấy tin buồn của bạn, liền rủ nhau xuống cả buồng học để bàn bạc góp tiền sửa đồ phúng viếng. Anh Mộng có tài hùng biện, ngồi cao làm chủ hội đồng. Cái hội đồng này cũng có tính chất êm đềm như hội đồng các dân biểu. Anh Mộng nói ra điều gì, chúng tôi cũng ngật ngay không ai phản kháng kết cục các anh giao cho tôi phải đi sửa ngay câu đối và mua các thứ để kịp mai buổi trưa anh thuận đáp xe lửa đi bắc giang hội đồng giải tán ai nấy đều im lặng lên gác bỏ màn đi ngủ ngậm ngùi tiếc người thiên cổ ái ngại thương bạn số đen kể ra anh dũng cũng thực đáng ái ngại bà thân sinh ra anh cũng đã mất sớm nay ông cụ lại quy tiên thì thực là anh ấy vô phúc quá và còn hơn tháng nữa thì thi giá ông cụ có ở lại ít ngày để được trông thấy anh ấy thành đạt, có phải vui vẻ thỏa lòng biết bao không? Mà anh ấy cũng khỏi thiệt một tuần lễ để học dấn lên, có phải thi may cũng có phần chắc không? Này anh Dũng ở vào cảnh ngộ sầu khổ như thế, thì còn ruột gan nào mà học nữa? Thực là con tạo oái oăm hay bày trò thêm rắc rối? Đêm hôm ấy chúng tôi ngủ không yên giấc, thỉnh thêu hàng lại hỏi nhau, bây giờ Dũng đến nhà chưa nhỉ? Bây giờ Dũng chắc đương lăn lộn bên quan tài sáng sớm hôm chủ nhật, trước khi tôi ra phố, anh em lại dặn tôi rằng, anh phải dục thợ làm ngay câu đối mới kịp. Tôi mượn được xe đạp, thượng khấn quốc đi sắm sửa lễ vật. Xong xuôi, tôi liền về trường định giao trả anh mộng để anh cắt anh thuận đi. Nhưng lúc qua phố sông Tô Lịch, tôi sực nhớ ra nên qua nhà cô anh Dũng ở phố Hàng Cót mà hỏi thăm tin bạn. Đến nhà, thấy vũ già đứng cửa, tôi hỏi, cậu Dũng đi lúc mấy giờ? Thưa chưa đi đâu cả, cậu ấy mới ở trường ra đến nơi. Có lẽ vũ giả không biết gì, nên mới trả lời vơ vẩn thế. Tôi liền đẩy cửa vào, thì lạ quá, chả anh Dũng nằm dài ở trường kỳ kia thì là ai. Anh thấy tôi có ý biến sắc mặt và nói tiếng Tây khẽ rằng, đừng nói gì về việc hôm qua. Tôi chẳng hiểu ra sao cả, thế là thế nào, trong khi bao nhiêu dấu hỏi còn đương móc óc tôi, thì anh Dũng đã mặc áo xong, anh liền cầm mũ rủ tôi đi. Ra đến cửa, anh có ý lo, vật đầu vật tay nói. Nguy quá, anh ạ, à, sao? Cụ bây giờ thế nào? Ác quá, còn danh con nó làm hại tôi. Sao nó không cho anh về à? Không phải, nó nghe tin tôi phải phạt, sợ hôm nay không gặp tôi, nên nó nói láo là thầy tôi mất để tôi ra với nó. Tôi nghe câu nói, lạnh toát cả ngươi, choáng váng đầu như bị chóng mặt, tôi phải đứng dừng lại và vịn lấy anh Dũng. Trời ý, thế ra nhân tình anh ấy nhớ anh ấy mà muốn được gặp. Chưa có gì đâu. Thế có giận không, thì ra chúng tôi phải lừa cả. Tôi tức lộn ruột nghiêm nét mặt mà trách móc, anh Dũng chẳng cãi sao, chỉ nhăn nhó hối hận và xin lỗi. Rồi anh nói, còn một việc khó nghĩ cho tôi, nhờ anh tính hộ. Tôi mà không về trường, thì mất 6 ngày học, tôi mà về trường thì ông Đốc thấy tôi khăn thâm áo thâm, mà biết là tôi nói dối, có lẽ lôi thôi, không khéo tôi phải đuổi mất, kỳ thi sắp tới mà nếu bốn năm học uổng công thì thầy tôi mắng rồi lỡ việc này đến tay thầy tôi thì tôi chết mất làm thế nào cho em được vẻ lo sợ của bạn tôi không mấy khi trông thấy lộ trên nét mặt ngày thường cho nên tôi nhận biết bấy giờ anh ấy nghĩ ngợi lắm tôi lại thương anh ấy chẳng qua nhăn nhó chỉ vì tình tôi nghĩ một lát rồi nói chỉ còn cách tối nay anh về thú thật với ông đốc nói là anh bị đứa nào nó thù nó đánh lừa báo tin ấy này anh lại xin đi học là êm chuyện, còn cách gì êm hơn, anh nghĩ kỹ hổ, hôm qua tôi lo phờ cả đầu, tôi lại nghĩ một lát, nhưng không còn kế gì hơn tôi nói, anh cứ làm thế là êm nhất. Anh Dũng vẫn ra dáng lo nghĩ, rồi có lẽ anh cho kế ấy là diệu, nên anh lại van, và dặn tôi rằng về trường chưa nói với ai. Anh nói, sau này có xảy ra sự gì, tôi cứ anh đấy, tôi đã hứa hết sức giữ kín cho nên rồi tôi cũng chẳng nói chuyện cùng ai mà việc lên bắc giang tôi cũng tìm cách ngăn trở nói là thợ làm không kịp các anh liền bảo tôi khi nào được thì gửi ngay xe hỏa cho tiện thế là tôi dìm đồ phúng đi tối hôm ấy tôi về trường sớm tôi ngồi trong buồng học tuy mắt nhìn vào sách nhưng vẫn lắng tay để ý nghe mỗi bận thấy tiếng giày tây lộp cộp của một anh ở phố vào lớp là tôi lại rượt mình hộ anh dũng anh mà bị anh em hỏi chuyện thì không biết anh trả lời làm sao cho trôi, nhưng quái, hết giờ rồi mà không thấy bóng anh Dũng đâu cả. Tôi lại không đoán được là anh ta định làm thế nào. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, chả thấy Dũng vào trường, mà lớp học vắng anh, cũng im phăng phắc. Từ hôm anh nghỉ, trừ tôi ra, còn anh em ai cũng thỉnh thoảng nhắc đến anh Dũng mà ái ngại. Đến tối chủ nhật sau, gần 8 giờ, khi chúng tôi đương cúi mặt, cặm cụi xuống quyển sách, thì bỗng có anh nói một cách mừng rỡ, à. Dũng, rồi một vài anh, ê, Dũng, tôi chia buồn cùng anh, tôi ngẩng đầu lên, thấy anh Dũng mặt mũi xanh sao, bơ phờ, dầu dĩ, chẳng hay anh lo hay đau buồn, tôi lại thấy anh ăn mặc đại tang, đầu thít khan ngang xô mình mặc áo sổ gấu. Tôi lại một phen choáng óc, phân vân như mê mê hoàng hoảng. Ơ ờ, hay, thế là nghĩa làm sao? Hay là bố anh chết thật chăng? Tôi chố mắt lên nhìn anh Dũng, anh mỉm cười chào các bạn rồi tiến thẳng đến tôi, bấm tôi ra hè. Đến hè, anh hất hàm hỏi khẽ tôi, không ai biết đấy chứ. Phải, nhưng sao lại khăn áo này? Anh dũng tắc lưỡi đáp, không, còn vài hôm nữa thì thi ra, mà ông Đốc cũng không trông thấy mình nữa, cho nên tôi phải ăn mặc thế này cho êm câu chuyện trong mấy hôm cuối cùng. 20 Gian 1932, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa